các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại Duy đang lái chiếc xe C300 AMG. Thì với chiếc xe C300 AMG này thì Duy cũng đã review cũng như là đánh giá coi như là cũng rất là nhiều lần rồi đó. Thì ngày hôm nay nè, Duy mới có dịp là trải nghiệm cái chiếc xe này trên đường trường cho các bạn xem. Thì hiện tại Duy đi đang lái chiếc xe C300 AMG này hướng từ miền Tây về lại thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Bởi vì là do ngày hôm nay là Duy có một cái chuyến công tác đi giao xe ở thành phố Cần Thơ đó, cho nên là sẵn tiện thì Duy sẽ quay cho các bạn xem cái cảm nhận của Duy về cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này. Thì chiếc xe C300 AMG này các bạn là cái chiếc xe mà phiên bản năm 2019 đó. Thì nếu mà Duy không nói thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không biết là phiên bản 2019 hay là phiên bản 2020 đâu, bởi vì là hai chiếc xe này chỉ khác nhau ở mỗi cái cửa sổ trời thôi các bạn. Đó, với phiên bản 2019 thì sử dụng cửa sổ trời phía trước, nhưng đối với phiên bản C300 AMG 2020 á, thì được nâng cấp lên là cửa sổ trời panoramic, là cửa sổ trời toàn phần. Đó, còn lại tất cả những cái tính năng về động cơ, về option, về những cái trang thiết bị, hầu như là tất cả luôn các bạn, đều là 100% hết, giống nhau hết ha. Không có thay đổi những cái option của cái xe này nhiều. Đó, chỉ mỗi nâng cấp là có cái cửa sổ trời thôi. Đó, thì thật sự các bạn, đối với những anh chị và các bạn nào mà thích mà lái xe ha, thích cảm nhận một cái chiếc xe thể thao, coi như là mình đạp ga là xe nó sẽ tăng tốc lên rồi đạp ga kiểu dạng này gọi là chín ghế các bạn, thì chiếc xe C300 AMG này có thể là một cái chiếc xe mà có thể là đáp ứng được cái nguyện vọng của các anh chị và các bạn. Đó, bởi vì là mặc dù là với cái kích thước rất là vừa phải, rất là với cái chiều dài khoảng tầm hơn 4m6 rồi các bạn, nhưng cái chiếc xe C300 AMG này sở hữu cái động cơ chung với lại cái xe Mercedes-Benz E300 AMG mà trước đây Duy đã lái và cảm nhận ở trên đường cao tốc đó. Thì hai chiếc xe C300 và E300 á, thì thật ra các bạn là hai cái chiếc xe này có cùng động cơ và những cái option nó gần như giống nhau, và Duy cũng đã so sánh hai chiếc xe này rồi. Nếu mà các bạn nào mà chưa có xem cái clip đó thì Duy sẽ để cái link ở đây, cái link trên đây thì các bạn sẽ xem lại nha. Bởi vì thật sự hai chiếc xe C300 AMG và E300 AMG, hai chiếc xe nào cách nhau tới 1 tỷ đồng các bạn, cách nhau tới 1 tỷ đồng luôn. Thì thật ra các bạn tưởng hai chiếc xe này thì có rất là nhiều người hỏi, nhiều anh chị các bạn hỏi là tại sao hai chiếc xe này động cơ giống nhau rồi option gần như là giống nhau, nhưng mà tại sao trên nhau tới 1 tỷ đồng. Thì thật ra các bạn, hai chiếc xe này là hai chiếc xe mà Mercedes-Benz họ định hình ở hai cái phân khúc khác nhau, cho nên là Mercedes-Benz cũng đưa ra cái mức giá khác nhau. Chứ thực sự hai chiếc xe này hầu như là chia sẻ với nhau những cái tính năng cũng như là cái thiết kế gần như là giống nhau luôn, và kể cả động cơ, sử dụng chung động cơ luôn. Đó, thì đối với cái chiếc xe C300 AMG này hoặc là cái chiếc xe E300 AMG thì sử dụng cái động cơ là 2.0, công suất là 258 mã lực, sử dụng hộp số tự động 9 cấp, và một cái điều nữa là các bạn, đó là đối với phiên bản mà 2019-2020 này thì Mercedes-Benz sử dụng hệ thống turbo tăng áp kép Spiro Turbo cho chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG cũng như là E300 AMG, cho nên cái cảm giác lái mà chiếc xe C300 AMG mang lại thì nó cực kỳ tốt luôn. Đó, với là 258 mã lực thì các bạn biết rồi, đi ra ngoài đường thì các bạn sẽ không có thua bất kỳ một chiếc xe nào đâu. Thì hiện tại thì Duy đang lái ở trên cái đoạn đường quốc lộ 1A và trời thì cũng đang mưa lâm râm, cho nên là các bạn thấy là kẹt xe hơi đông đúc, cho nên Duy không có chạy nhanh được. Thì một lát nữa Duy sẽ lên trên đường cao tốc cũng như là chạy ở tốc độ cao hơn, cũng như là trải nghiệm những cái tính năng lái thì Duy sẽ cho các bạn biết. Thì thật ra các bạn để trải nghiệm lái một chiếc xe Mercedes-Benz thì Duy cũng đã đánh giá cho các bạn xem coi như là một vài dòng xe rồi, chẳng hạn như E300 hoặc là GLC 200 Formatic, nhưng mà chiếc C300 này các bạn, nó hoàn toàn cho một cái cảm giác lái khác, rất là khác so với cái xe GLC 200 Formatic mà trước đây Duy đã lái và cảm nhận. Đó,
mặc dù là cái chiếc xe của chúng ta, bởi vì là chiếc xe của chúng ta nó nhỏ gọn, đó, nhỏ gọn nhưng mà cái động cơ nó rất là mạnh, cho nên là cái chiếc xe này nó kiểu giống như là đúng chất dành riêng cho những cái ai đam mê cái cảm giác lái cũng như là yêu thích cái sự thể thao của chiếc xe này. À, thì ngoài cái sức mạnh về cái cảm giác lái cũng như là những cái option ở trong này, thì chiếc xe C300 AMG được thiết kế rất là đẹp luôn các bạn, được thiết kế cực kỳ trẻ trung và phong cách luôn. Thì Di bảo đảm luôn với những anh chị mà khách hàng mà yêu thích công nghệ, yêu thích thời trang này nọ, thì bảo đảm luôn chiếc C300 này thì sẽ bị thuyết phục anh chị ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. À, body kit của cái xe này là body kit của AMG. Đó, các bạn biết là AMG là một cái hãng độ xe mà của Mercedes-Benz chuyên gọi là chế tác những cái dòng xe thể thao cũng như là thiết kế cái ngoại thất, nội thất cũng như là động cơ. Nhưng đối với cái xe C300 AMG này ở thị trường Việt Nam thì AMG ở đây là AMG Line thôi các bạn, nghĩa là cái hình dáng, cái thiết kế của nó là AMG thôi, nhưng mà động cơ vẫn là cái động cơ nguyên bản từ Mercedes-Benz, nó không phải là động cơ nổ. À, nếu mà các bạn mà thấy những cái chiếc xe C63 AMG á, thì nó mới chính là cái động cơ nổ luôn, bởi vì là C300 AMG nó thừa hưởng hầu như là cái thiết kế của C63 AMG luôn, nó cũng không khác gì, chỉ khác nhau mỗi động cơ thôi. Nhưng mà đối với ở Việt Nam mình đó các bạn, thì với động cơ 2.0 258 mã lực này thì mình nghĩ là nó quá dư rồi, mình không có đường để mình chạy đâu, bởi vì cao tốc mình bây giờ chỉ cho chạy tối đa là có 120 km/h thôi. Đó, thì mình nghĩ là Di đạp khoảng tầm nửa ga thôi là cái xe đã quá tốc độ rồi ha. Thì tại bây giờ là trời còn đang mưa ha, lầm rầm không chỉ chạy thì khá là chậm luôn, không có chạy nhanh được luôn, thì chắc còn một chút xíu nữa thôi là tới đường cao tốc rồi. Thì lên đường cao tốc thì Di sẽ trải nghiệm một vài cái tính năng lái cũng như là để cho các bạn xem. Chứ bình thường nếu mà chiếc xe C300 này các bạn lái ở tốc độ mà khoảng tầm 40 km/h này thì Di nghĩ là không có gì để nói nữa, tại vì là giữa những cái dòng xe cao cấp, những cái dòng xe phổ thông hơn á, thì khi mà chúng ta chạy ở tốc độ thấp như thế này hoặc là chạy trong thành phố các bạn, thì các bạn sẽ thấy hầu như là nó không phân biệt được đâu, xe nào cũng như xe nào thôi. Đó, chiếc xe mà cao cấp, một chiếc xe mà an toàn, một cái chiếc xe mà cho cái cảm giác lái mà phấn khích hơn, thì Di nghĩ là phải chạy ở những cái tốc độ cao hơn, chạy ở trên những đoạn đường cao tốc thì Di nghĩ là mới có thể đánh giá được. Đó, khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự ổn định của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG này, cũng như là độ bám đường của nó, cũng như là cái sự tăng tốc khi mà chúng ta vượt xe. Đó, các bạn biết rồi, xe trên cao tốc thì ai cũng đi rất là nhanh, đi từ 100 km/h trở lên, có 100 tới 120 đó. Nhưng mà khi mà chúng ta vượt á, chúng ta muốn vượt đó, thì chúng ta chỉ là nhít nhẹ ga thôi là xe của chúng ta đã vượt rồi. Cho nên là cái cảm giác mà khi mà chúng ta đi trường á, mà chúng ta vượt xe đó. Có rất là nhiều anh chị các bạn là nói là ở thị trường Việt Nam mình thì không cần phải chiếc xe quá mạnh đâu các bạn, nhưng mà khi mà chúng ta đi đường trường á, ta cần vượt xe tải, xe container hoặc là trên đường cao tốc á, thì chúng ta sẽ cần ở đây là cần cái sức mạnh của chiếc xe để chúng ta vượt lên một cái là nó qua mặt rất là nhanh, để cho chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta mà vượt mà các bạn biết rồi, vượt mà nó cứ là đạp ra nó không có gọi là theo ý muốn của mình thì nó cũng khá là nguy hiểm ha. Thì sẵn đây các bạn là Di để chậm nè, thì Di sẽ cho các bạn xem lại một vòng cái thiết kế ha, thiết kế của chiếc xe. Thì C300 AMG thì cái nội thất được thiết kế rất là trẻ trung luôn. Tại sao mà ở đây là có một cái màn hình ở đây nổi ra như thế này các bạn? Đây là cái thiết kế theo phong cách là cái máy tính bảng. Các bạn nhìn thấy nè, cái màn hình nó giống như là một cái máy tính bảng đang gắn ở đây. À, đây là một cái thiết kế là thể thao và trẻ trung. Và dòng E300 á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thiết kế là hai cái màn hình liền kéo dài ẩn dưới cái phần tắp lô. Thì đối với dòng E thì đó là cái thiết kế nó có vẻ là luxury hơn, có vẻ là coi như là lịch lãm và sang trọng hơn đó. Nhưng mà đối với nội thất của chiếc xe C300 AMG thì đây là cái nội thất đúng chất dành cho cái người yêu thích cái sự thể thao và trẻ trung nha các bạn. Và đặc biệt các bạn, cái ghế ngồi của chiếc xe C300 AMG này là cái ghế ngồi thể thao luôn. Khi mà chúng ta ngồi vào chúng ta có cảm giác là cái ghế nó sẽ ôm vào người của chúng ta đó. Các bạn thấy nè, ở đây nó sẽ có cái mép nè, bên đây cũng vậy đó. Khi mà chúng ta ngồi vào thì nó sẽ giữ cái người của chúng ta, nó sẽ không có bị lắc,
Tại vì khi mà chúng ta đi ở một cái quãng đường mà 3 tiếng hoặc là 5 tiếng đồng hồ các bạn, thì cái ghế này nó mới phát huy được cái hiệu quả mà chúng ta mới thấy được ha. Đó, tôi có thể để tay ở đây đó, các bạn thấy không, cái tay của Duy khi mà Duy đang lái nè, Duy sẽ tựa lên như đây, nó rất là đỡ mỏi luôn đó. Và khi Duy thì thành là khi mà được chạy đường dài á, thì Duy sẽ duỗi chân ra một chút xíu để mà nó sẽ thoải mái hơn. Còn khi mà chúng ta là đi trên đường thành phố á, các bạn, thì chúng ta nên chạy là ở cái khoảng cách là gần cái vô lăng hơn. Thì khi mà chúng ta chạy mà cái khoảng cách người chúng ta mà gần cái vô lăng hơn á, các bạn, thì khi mà có những cái tình huống thì chúng ta sẽ xử lý nó nhanh hơn một chút xíu. Và Duy khuyên các bạn đừng chạy mà lùi cái ghế quá xa so với vô lăng, giống như mấy chiếc xe đua thì nó không đúng ha. Đó, chúng ta ngồi ở một vị trí nào cảm thấy mình thoải mái và hợp lý là chúng ta sẽ ok hơn thôi. Khi mà lái cái chiếc xe C300 này các bạn, thì Duy cực kỳ thích luôn, bởi vì cái vô lăng này đó, các bạn thấy cái vô lăng này nó được thiết kế là vô lăng thể thao của AMG luôn. Thì cái đáy dưới này nó đã ngang, đã bằng như thế này đó. Khi mà chúng ta đánh lái lên như thế này nè các bạn, thì chúng ta sẽ thấy được cái vô lăng của chúng ta nó sẽ có góc cạnh để chúng ta cảm giác được cái vô lăng chúng ta đang ở vị trí nào. Thì đây là cái vô lăng mà những cái dòng xe thể thao nó mới sẽ được trang bị cái này ha. Thì một số dòng xe mà thể thao hơn nữa các bạn, thì kể cả ở trên 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 đây nè, cái phần đáy trên nè nó cũng sẽ là bằng chỗ này luôn, cho nên là cái vô lăng nó sẽ còn nhỏ hơn nữa một xíu nữa. Khi mà cái vô lăng mà nó vát bằng dưới này nè các bạn sẽ cảm giác là cái vô lăng nó nhỏ hơn, bởi vì là chỗ này nó bị mất rồi nè, mất một chút xíu nè. Đó, thì cái vô lăng AMG này ngoài ngoài là cái cảm giác lái mang tới dành cho cái người lái nó thể thao hơn, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái nội thất á, thì chúng ta cũng sẽ thấy cái vô lăng này nó bắt mắt hơn nha, bắt mắt hơn rất là nhiều. Bạn nhìn vào là biết đây là một chiếc xe thể thao cực thụ rồi. Màn hình thì táp lô thì ở đây thì được, đây là một màn hình LCD luôn và nó rất là rõ nét luôn. Và đối với cái màn hình táp lô này thì chúng ta có thể thay đổi được ba cái phong cách, thì bằng cách là chúng ta chọn vào home nè, chúng ta sẽ lít chuột vào phía bên tay phải á. Đó, chúng ta sẽ chọn vào cái kiểu ha, cái kiểu đó, chỗ này nó có chữ kiểu này, và chúng ta thay đổi cái phong cách của cái màn hình này, thì nó sẽ có ba cái phong cách ở đây là thể thao, truyền thống và cấp tiến ha. Nếu các bạn thích cái phong cách thể thao á, thì những cái giao diện nó sẽ hiện lên cái màu vàng như thế này. Còn nếu mà Duy chọn vào ở chế độ truyền thống á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đổi sang nền màu xanh, cái tem của nó màu xanh. Và cấp tiến á, thì nó sẽ thay đổi một xíu nữa là màu đỏ. Thì các bạn thích cái phong cách nào thì các bạn có thể chọn, và coi như là chúng ta đi một thời gian thì chúng ta có thể thay đổi để cho bớt nhàm chán luôn các bạn. Rất là hay ha. Thì cái màn hình LCD ở táp lô này nó khá là rõ, cũng như là đây là một cái màn hình so với cái phiên bản mà 2018 các bạn, 2018 thì cái màn hình này nó rõ nét cực kỳ luôn. Và với lại cái chiếc xe C300 AMG thế hệ mới này được trang bị cái tính năng Apple CarPlay, có nghĩa là chúng ta có thể kết nối cái iPhone của chúng ta qua cái jack cắm Apple CarPlay ở đây, nhưng mà khi chúng ta đang lái xe thì có cuộc gọi tới hoặc là cuộc gọi đi, hoặc là bản đồ chỉ đường, hoặc là kể cả là giải trí nghe nhạc này nọ, thì nó sẽ tích hợp hết trên cái màn hình này luôn. Nó rất là hay. Bây giờ Duy sẽ thử cái Apple CarPlay ha. Thì bằng cách là Duy cắm cái sợi dây sạc điện thoại iPhone của chúng ta các bạn vào cái chỗ cái jack USB ở đây ha, và cắm cả cái điện thoại thôi. Thì lúc đó là trên màn hình nó sẽ hỏi chúng ta là kết nối tự động hay là bằng tay, thì chúng ta chỉ việc bấm tự động thôi. Là mỗi lần mà khi mà điện thoại chúng ta cắm vào thì nó sẽ không hỏi như thế này nữa. Và bây giờ nó hỏi là chấp nhận khởi chạy ha. Ok, chấp nhận khởi chạy. Đó, như thế là xong rồi các bạn. Đó, thì để nó một xíu nữa nó sẽ load, tại vì đây là cái lần đầu tiên mà cái điện thoại của Duy kết nối vào chiếc xe này, cho nên là nó cần phải làm quen một chút xíu, cũng như là nó sẽ load, các bạn chờ một chút xíu nha. Còn nếu mà chúng ta đã làm lần thứ hai rồi á thì sẽ không cần. Okay, Duy làm lại. Sợi dắt này sợi dắt không xịn rồi, sợi dắt không xịn rồi, sợi dắt xịn nó cắm vô nó ăn liền.
Đó, các bạn thấy là đây là sự khác biệt giữa cái dây mà hả loại dỏm với lại một cái loại dây là rất là dỏm ha. Đó, chỉ cắm vào một phát thì nó sẽ báo lên ngay luôn, nó không có cần phải lót giống như là cái sợi dây hồi nãy UVG vừa mới cắm. Đó, thì cái màn hình này các bạn thấy nó cái giao diện nó rất là giống trên cái màn hình iPhone luôn á, y chang luôn. Tất cả những cái hầu như phải tất cả các bạn một vài cái app của iPhone nó sẽ được phát ở trên cái màn hình này ha. Thì đây là do Apple CarPlay họ giới hạn thôi chứ không phải là do chiếc xe đó. Còn nếu mà cái điện thoại mà duy mà bẻ khóa dây rắc thì các bạn sử dụng được rất là nhiều luôn, kể cả các bạn có thể xem được YouTube ở trên màn hình này rất là đã luôn đó. Và duy có demo cái tính năng mà xem cái YouTube trên cái màn hình này rất là nhiều lần rồi đó, xem video clip trên đây luôn rất là sướng luôn đó, màn hình nó full to như thế này luôn các bạn đó, rất là tuyệt vời luôn. Và những khách hàng bên dưới á rất là thích cái đó luôn á đó. Và coi như là trước trước cách đây khoảng một vài tháng các bạn là Duy có thời gian Duy mua những cái điện thoại á, và Duy Jrat cũng như là khách hàng á, để cho khách hàng sử dụng á đó, xài rất là sướng ha. Bây giờ Duy thử là sử dụng bản đồ nè. À, cái bản đồ này là cái bản đồ của iPhone cho nên là nó hơi khó, hơi rườm rà một xíu. Duy sẽ không thích thì Duy sẽ sử dụng cái bản đồ của Google Maps. À, Google Maps này. Google Maps thì nó sẽ thân thiện hơn cũng như là dễ nhìn hơn các bạn, dễ đi rất là nhiều. À, lộ trình ha, lộ trình các bạn có thể là chọn bắt đầu hoặc là chẳng hạn như bắt đầu. Chọn hồi nãy thì do cái điện thoại của Duy đang mặc định là về thành phố Hồ Chí Minh cho nên là nó sẽ báo lên trên đây luôn ha. Đó, xài rất là đã luôn các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn mà nghe nhạc ha thì các bạn có thể chọn vào cái phần mềm này Spotify ha. Đây là một cái phần mềm nghe nhạc rất là hay luôn, nhạc chất lượng rất cao luôn các bạn. Giao diện đẹp rất là đẹp luôn các bạn. Công nghệ cực kỳ ha. Spotify này của Duy thì Duy không có lưu bài hát, nó có thể là nghe online cũng được. Đây các bạn, thì do là sợ là bản quyền á cho nên là Duy sẽ không có mở cái âm thanh lên, nhưng mà các bạn sẽ xem cái phần mà giao diện nè ha, rất là đẹp luôn, nhìn rất là công nghệ không, tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ Duy sẽ không có nói nhiều nữa, để một chút xíu nữa lên trên đường cao tốc Duy sẽ chạy nhanh hơn cũng như là chuyển lên là tốc độ cao này đó đó, và sau đó Duy sẽ cho các bạn thấy là trên cao tốc thì cái chiếc xe C300MG này nó phát huy hết cái tính năng của nó, cũng như là khi mà chúng ta đi trên đường cao tốc là chúng ta mới thấy được sự an toàn cũng như là rất là nhẹ cho cái người lái xe ha. Hiện tại thì Duy đang chạy ở trên đường cao tốc Trung Lương rồi các bạn. Đó, hiện tại bây giờ thì trời vẫn còn đang mưa râm râm ha, mặt đường thì nó còn rất là ướt luôn. Đó, thì một xíu nữa Duy sẽ coi như là thể hiện hết những cái sức mạnh cũng như là cảm giác lái hoặc là những cái mà hay ho của chiếc xe C300MG này trên đoạn đường cao tốc này nha. Đó, thì mặc dù là đường cao tốc nhưng mà đường cũng hơi đông các bạn, rất là đông luôn. Đó, hiện tại tốc độ của Duy đang là 75 cây số trên giờ. Đó, cũng không có vấn đề gì đối với cái xe này. Làm lại từ đầu để bỏ bỏ cục đầu này nha. Nói lại nha. Đường đông quá sao chạy được. Hiện tại bây giờ thì Duy đang có mặt trên đường cao tốc Trung Lương hướng từ Trung Lương lên thành phố Hồ Chí Minh.
Đó, bây giờ thì ở ngoài trời đang là mưa lâm râm các bạn. Đó, đường thì nó rất là ướt luôn. Và xe thì đang nối đuôi nhau cho cả chạy cũng không có được nhanh lắm. Hiện tại bây giờ tốc độ của Duy đang là 70 cây số trên giờ. À, các bạn thấy thì phía trước là đang là xe đang nối đuôi nhau để chạy thôi, chứ cũng phải không phải trống. Bữa nay là do ngày hôm nay là ngày Chủ nhật đó các bạn, cho nên là xe ở miền Tây đi lên rất là đông. Bởi vì là thường là cuối tuần các bạn, là những cái anh chị mà sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì có hay cái xu hướng là về quê hoặc là đi du lịch đó. Đó, cho nên là ngày hôm nay ngày chiều Chủ nhật nữa, cho nên là xe nó hơi đông một xíu. Ok, bây giờ chị sẽ tăng tốc lên nha. Tốc độ của xe bây giờ là 107 km/h. Đó, 107 km/h, nhưng mà Duy đang buông tay luôn nè các bạn. Đó, có nghĩa là các bạn sẽ thấy được cái sự ổn định của cái chiếc xe này ha. Thì đối với những cái chiếc xe mà với thương hiệu phổ thông hơn thì Duy nghĩ là khi mà chúng ta mà buông tay lái ra các bạn, thì cái chiếc xe nó không có được thăng bằng đâu. Đó, bởi vì khi mà chúng ta đi tốc độ cao á, đối với những dòng xe đó chúng ta phải giữ vô lăng này rất là chặt nè. Nhưng đối với chiếc xe Mercedes-Benz thì rất là hay ở những cái này. Đó, thì cái chiếc xe nó càng ổn định á, thì chúng ta sẽ thấy được cái xe nó càng an toàn. À, Duy đang chạy tốc độ 105 cây số trên giờ nè, các bạn thấy không? Đó, Duy không có kìm tay lái nữa, nhưng mà cái chiếc xe nó vẫn đi đúng lên, vẫn đi coi như là không có hề hở gì hết, nó không có rung lắc gì, các bạn thấy không? Rất là tuyệt luôn. Đó, cho nên là cái cảm giác mà khi mà chúng ta lái ở tốc độ cao như thế này thì cái người lái xe nó vẫn rất là nhàn, cũng giống như là khi mà đang lái ở tốc độ mà khoảng tầm 40 hoặc là 50 cây số trên giờ trên đường thành phố thôi. Đó, đó là một cái điểm mà rất là hay các bạn. Nếu mà các bạn đã đi những cái dòng xe mà với những cái thương hiệu phổ thông á, thì các bạn sẽ thấy rồi, chúng ta sẽ giữ cái vô lăng chặt hơn một chút xíu nữa khi mà chúng ta đi ở tốc độ nhanh như thế này. Đó, các bạn thử ra cái gì nói có đúng hay không ha. Đó, Duy chạy nhanh lên, tốc độ cao lên nè, 112 km/h. Khi mà chúng ta đạp ra thì chúng ta cảm giác là cái xe chúng ta rất là theo ý của chúng ta luôn các bạn. Khi mà di chuyển lên á thì các bạn thấy nè, chỉ cần một tay thôi, nhích nhẹ thôi thì cái xe của chúng ta đã chuyển lên rồi, chứ không phải giữ cái vô lăng nữa, không phải giữ những cái vô lăng giống như những cái chiếc xe khác nữa. Bởi vì Duy đã cũng chạy rất là nhiều những cái dòng xe phổ thông rồi các bạn, cho nên là Duy biết được cái điều này. À, nó rất là hay. Bởi vì là cái ta lái này các bạn, là ta lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ. Và ta lái này là ta lái điện, gọi là ta lái điện ha. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao như thế này là tự động cái vô lăng của chúng ta nó sẽ giữ nặng hơn các bạn. Đồng thời đó là cái hệ thống cân bằng điện tử của chiếc xe cũng như là bố trí khung gầm của chiếc xe của Mercedes-Benz nó khá là chính xác, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái xe nó vận động cực kỳ ổn định luôn. Thấy không? Cực kỳ ổn định luôn. Đối với những cái dòng xe thông thường thì Duy nghĩ là các bạn sẽ phải giữ vô lăng đó, chứ không có phải là buông cái tay như thế này đâu. Các bạn thấy không? Đó, thì với những cái Duy thì demo như vậy để cho các chị và các bạn coi như là biết được cái sự ổn định của chiếc xe này thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta lái á, một điều tất nhiên rồi, chúng ta phải cầm cái vô lăng thì như thế nó sẽ an toàn hơn ha. Đó, khi mà chúng ta chuyển lên á thì nó cũng rất là hay luôn. Xi nhan nè các bạn, chuyển lên nhẹ thôi, nhích nhẹ tay thôi các bạn, hoặc là chúng ta chỉ có thể là nhìn cái ta lái như thế này thôi, một tay nhẹ như thế này thôi. Đó, là chúng ta có thể chuyển lên được rồi nè. À, thì Duy đang chạy ở chế độ lái là comfort thôi các bạn, chưa chạy chế độ lái sport nữa. Bởi vì là đường nó cũng hơi đông, cho nên là Duy nghĩ là chạy qua chế độ sport thì Duy cũng sẽ không có cảm nhận được hết cái tính năng sport này. Đó, khi mà chúng ta muốn thay đổi chế độ lái thì ngay chỗ vị trí này có chữ dynamic nè, chúng ta chỉ việc đẩy lên thôi. Trên màn hình nó sẽ báo là sport cộng nè. Đó, thì khi mà chúng ta chuyển qua chế độ sport cộng này, chúng ta sẽ cảm giác là chiếc xe của chúng ta nó còn mạnh hơn nữa các bạn. Nhưng mà đạp ga thì nó sẽ coi như là chiếc xe nó cảm giác nó chồm tới, nó cứ chồm tới luôn. À, thì thật sự với cái tính năng lái sport này thì Duy nghĩ là chỉ đi được trên cái đoạn đường cao tốc thôi. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái sport này, chúng ta chạy thì nó hơi khó chịu một cái là người ngồi trong xe sẽ cảm thấy hơi giật. À, tại vì khi mà chúng ta đạp ga cái chúng ta đạp ga thì như vậy nó sẽ không có thoải mái cho người ngồi bên cạnh ha. À, ở khúc này thì trời nó không có mưa các bạn. Đó, đường nó khô ráo, còn khúc trước trên kia thì mưa nó mù mịt hết trơn. Đó, đạp ga
như đạp ga thì cảm giác là xe nó chồm tới và chúng ta sẽ nghe được cái tiếng bô một chút xíu nó vọng vào trong cabin. Đó là cái tính năng lái thể thao cho bạn sport. Và khi mà chúng ta chuyển qua chế độ lái sport cộng như thế này nè, thì cái hệ thống trail dynamic body control của chiếc xe C300MG này nó sẽ giữ vững cái phuộc chúng ta hơn, có nghĩa là cái phuộc chúng ta nó sẽ cứng hơn một chút xíu nữa để mà cái chiếc xe nó còn ổn định hơn khi mà chúng ta đi ở tốc độ cao. Cái hệ thống treo này rất là đặc biệt các bạn nha. Hệ thống treo của chiếc xe C300 này rất là đặc biệt luôn. Hệ thống treo này nó rất là gần giống với lại cái hệ thống treo AMC Body Control trên chiếc xe C63 AMG. Nhưng mà đối với hệ thống treo AMG Body Control thì nó sẽ coi như là hiệu quả hơn một chút xíu nữa. Nó tăng thêm cái tính thể thao nữa, coi như là nó sẽ hoạt động nhiều hơn cái hệ thống treo Dynamic Body Control này một xíu. Như đang chạy ở chế độ Sport cộng bạn rất là sướng luôn. Wow, rất là sướng các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mà Duy trải nghiệm chiếc xe C300 AMG trên đường cao tốc. Chỉ một đoạn ngắn thôi các bạn, bởi vì xe nó hơi đông. Nếu mà ở khúc mà cao tốc mà Long Thành Dầu Dây á, hướng từ Long Thành ra Dầu Dây á các bạn, thì đường nó trống, chúng ta chạy sướng hơn rất là nhiều luôn. Đường cao tốc Trung Lương này các bạn biết rồi, lúc nào nó cũng đông hết ha. Đường cao tốc Trung Lương này nó cũng có nhiều đoạn nó bị hư nữa, cho nên là chị cũng không có dám chạy quá là nhanh đâu. Chị chạy tốc độ 100 cây số trên giờ này các bạn thấy không, giống như là chị đang chạy tốc độ khoảng 40-50 cây số trên giờ thôi. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Wow, khi mà chạy càng nhanh cái vô lăng nó càng cứng lại các bạn. Đây là cái vô lăng Direct Steer nè, bao nhiêu công nghệ nằm trong đây luôn. Quá là tuyệt vời các bạn ơi. Thì đối với cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì những anh chị và các bạn nào mà quan tâm thì Duy cũng sẽ chia sẻ luôn ha. Thì Duy đang chạy ở trên đường cao tốc như thế này thì Duy do là Duy mới cái reset lại. Trên màn hình nó đang báo là khoảng tầm 8,7 lít, 8,6 lít trên 100 km. Khi mà chúng ta đi đường trường như thế này các bạn, thì ở tốc độ khoảng tầm là như đang chạy là khoảng tầm 65 km/h, 60-65 km/h, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 lít hoặc là trên 8 lít một chút xíu. Đó là cái mức mà coi như là một cái người lái thông thường và chạy trên những cái đoạn đường trường ha. Và cái mức tiêu thụ nhiên liệu ở thành phố thì nó sẽ như thế nào các bạn, thì chắc chắn một điều rồi, nó sẽ tốn hơn cái mức này. Và coi như là Duy thì không có tính chính xác lắm nha các bạn, nhưng mà các bạn có thể là cộng thêm khoảng tầm 3 lít hoặc là 4 lít nữa đi. Đó, khi mà chúng ta đi trên đường thành phố, có nghĩa là nó sẽ rơi vào tầm 12 lít trên 100 km trong đường thành phố. Thì với mức tiêu thụ nhiên liệu đó thì Duy nghĩ thì nó cũng sẽ hợp lý thôi. Bởi vì đây chiếc xe của chúng ta nó tới là 258 mã lực, nó rất là mạnh ha. Nhưng mà khi mà các bạn lái chiếc xe C300MC này rồi thì chị nghĩ là với cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ không có đáng kể đâu các bạn. Chúng ta sẽ không quan tâm nữa ha. Bởi vì cảm giác lái mà chiếc xe C300MC mang lại nó rất là tuyệt vời. Đó, một cái chiếc xe hiệu năng cao, một chiếc xe công suất rất là lớn, nhưng với mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy thì chị nghĩ là hoàn toàn hợp lý thôi. Và có thể nói là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. So với sức mạnh của những cái chiếc xe khác đi các bạn, ví dụ như những cái dòng xe khác động cơ 2.5 lít đi. Nhưng mà cái công suất nó sẽ rơi vào tầm 180 mấy mã lực thôi. Đó, và mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ thấp hơn cái này một chút xíu đi. Nhưng chiếc xe C300MG này nó lên tới 258 mã lực, có nghĩa là sức mạnh của chúng ta nó mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó chỉ hơn một chút đỉnh thôi. Cho nên tính ra so với cái chiếc xe trước, chiếc xe mà động cơ 2.5 lít thì tiết kiệm hơn. Một điều tiết kiệm hơn rất là nhiều. Bây giờ là đồng hồ đang chỉ là 7.2 lít thôi các bạn, 7.2 lít thôi, nghĩa là Duy đang chạy tốc độ đều đều một khoảng tầm 60 cây số trên giờ. Thì có thể nói đây là một cái vận tốc mà tiết kiệm nhiên liệu nhất. Có nghĩa là trước khi mà chúng ta chạy quá là chậm thì nó cũng sẽ không tiết kiệm, hoặc là chúng ta chạy quá là nhanh nó cũng sẽ không tiết kiệm. Nhưng mà ở tốc độ mới rơi vào tầm 60 cây số trên giờ như thế này, đây là mức coi như là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng của chiếc xe C300MC này. Thật ra các bạn để mà nói chiếc xe này chạy đã quá, sướng quá này nọ thì các bạn nói là mình nói do là mình đang làm ở Mercedes-Benz cho nên là mình nói nó không có khách quan. Nhưng các anh chị và các bạn nếu mà quan tâm chiếc xe này thì Duy nghĩ là
hãy gọi cho Duy và đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy để tận tay lái cái chiếc xe này và cảm nhận chiếc xe này. À, nếu mà các chị các bạn muốn trải nghiệm trên đường cao tốc thì ok, Duy sẽ sẵn sàng mời các anh chị và các bạn trải nghiệm thử luôn. À, nếu mà các chị các bạn quan tâm đến chiếc xe C300 MG này. À, đối với cái phiên bản 2020 này thì lại được nâng cấp cái cửa sổ trời toàn phần nữa, cho nên là cái chiếc xe của chúng ta nó có vẻ là luxury hơn. Và đặc biệt các bạn, như những cái lúc mà trời mưa như thế này nè, các bạn có thể là mở cái miếng rèm ở phía trên này ra thì cái như không gian của chúng ta nhìn có vẻ như là nó sẽ sáng sủa hơn một chút xíu, cũng như là khi mà mưa nó rơi trên cái nóc kính này thì cũng thấy rất là thích nha các bạn ha. Khi mà chúng ta lái những chiếc xe Mercedes-Benz nói chung thì không riêng về chiếc xe C300 MG này, thì hệ thống đèn cũng sẽ tự động bật lên khi trời mưa, hoặc là khi chúng ta đi vào trời chẳng bạc tối thì đèn cũng tự động bật lên, và hệ thống gạt mưa tự động cũng vậy ha. Những cái tính năng mà coi như là khác thì chúng ta sẽ không còn quan tâm nữa, bởi vì xe của chúng ta nó coi như là nó tự động làm những cái tính năng khác như là gạt mưa và đèn rồi. À, chúng ta chỉ việc lên xe và tập trung và lái xe cho nó an toàn thôi. Thật sự các bạn là Duy bán rất là nhiều chiếc xe C300 MG này. Có những bạn rất là trẻ luôn, bạn chỉ sinh năm 90 mấy thôi nhưng mà đã sở hữu được cái xe C300 MG này. Đó, và những cái bạn đó khi mà đến showroom gặp Duy, các bạn ngồi miết trên chiếc xe C300 MG luôn, không có chịu xuống luôn. Đó, coi như là quá là ghiền luôn rồi. Bởi vì chiếc xe nó quá là công nghệ nữa, quá là thời trang, quá là phong cách, cũng quá là thể thao. Với mức giá là 1 tỷ 939 triệu đồng thì thật sự luôn các bạn có thể đi tìm hết những cái dòng xe sang ở Việt Nam mình, như là BMW Suriba, hoặc là Audi A4 ha, hoặc là những cái dòng xe như là Volvo này nọ, thì với cái mức giá này thì đối với chiếc xe C300 này là một con đối thủ đáng gờm của những cái đối thủ. À, và thời điểm này nữa các bạn, đang cái thời điểm tốt nữa ha, chiếc xe C300 ngoài được cái chính sách hỗ trợ thuế trước bạ là 5% thì các bạn anh chị và gọi trực tiếp cho Duy thì Duy sẽ có một cái phần quà, cũng như là có một cái chương trình khuyến mãi riêng dành cho các anh chị nữa. Đó, cho nên đây là một cái thời điểm mà để sở hữu chiếc xe C300 AMG này với một cái giá coi như là cực kỳ tốt luôn ha. Đó, nếu mà các bạn và anh chị nào mà đang quan tâm tới chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG thì hãy gọi ngay cho Duy nha. Số điện thoại của Duy là 0914653979. Đó, nếu mà các bạn mà muốn cần thêm những cái thông tin gì về cái chiếc xe C300 AMG cũng như là những cái chiếc xe Mercedes-Benz nói chung á, thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy. Đó, thì thôi bây giờ Duy sẽ tạm dừng video clip tại đây đi. Đó, thì các bạn có thấy video clip của mình hay thì bấm like và share giúp mình. Và đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz cũng như là những chương trình khuyến mãi của Mercedes-Benz. Ok, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nha.